Biệt đội giải cứu. Vào những năm 3000, những dòng sông, những con suối và những mạch nước ngầm đều cạn nước vì sự vô tâm của con người đối với thiên nhiên. Với đầu óc khôn ngoan của mình, con người đã phát minh ra những chiếc máy điều chế nước biển thành nước ngọt và tự mãn với thành quả đó, đến nỗi họ không nhận ra rằng biển cả và đại dương đang ngày càng nhỏ bé lại và sẽ sớm biến mất thôi. Những kẻ nắm giữ công nghệ điều chế đã bán những lọ nước nhỏ với giá đắt hơn cả kim cương. Bọn ăn trộm! Biến ngay! Đừng hòng có thể lấy cắp của chúng ta chút nước nào! Báo cáo! Phi đội chuồn chuồn về rồi! Cuối cùng họ cũng về! Báo cáo chúa Sơn Lâm, chúng tôi đã trở về! Các cậu dò thám đến đâu rồi? Con người bảo vệ nước nghiêm ngặt lắm! Chúng tôi nhỏ bé thế này vẫn bị phát hiện và suýt nữa bỏ mạng rồi! Loài lớn hơn cũng khó tiếp cận hơn! Quá đáng! Họ lấy quyền gì mà dám tước bỏ cuộc sống thiên nhiên của muôn thú vì những mục đích riêng? Giờ đến cả nguồn nước cũng thuộc quyền sở hữu của họ. Chúng ta phải làm sao đây? Nguồn nước cạn kiệt rồi, tất cả các loài vật sẽ chết hết mất thôi. Đã đến lúc phải dùng đến phương sách cuối cùng rồi. Hả? Phương sách cuối cùng là gì vậy? Khi Thượng Đế tạo ra ta và trao cho ta trách nhiệm bảo vệ muôn thú, Ngài dặn khi nào gặp nguy cơ tuyệt chủng hãy gửi thư báo cho Ngài biết, Ngài sẽ giúp chúng ta. Mũi, hãy thảo một lá thư thật thống thiết cho ta. Dạ. Ai sẽ mang thư đến cho Thượng Đế? Chim có thể bay lên trời, chim nên đi. Chúng tôi rất muốn đi, nhưng không thể cất nổi cánh nữa. Không còn ai đủ sức để lên trời đưa thư nữa. Để tôi đi, tôi vẫn bay được. Tôi cũng đây, chúng tôi là phi đội chuồn chuồn mà, đi đâu cũng có nhau. Tốt quá rồi, tốt quá. Muôn thú trông cậy vào các cậu. Cố gắng lên, bay qua ngôi làng này. Chúng ta sẽ đến cánh cổng lên trời. Qua cổng rồi, cứ thế bay lên thôi. Cô Tâm ơi, chuồn chuồn ơi. Có ai không? Cứu ơi! Chúng ta rơi xuống đâu vậy? Con uống đi. May quá, vẫn còn một chai ở cửa hàng trong thị trấn. Con mời mẹ, mẹ uống trước đi. Mẹ uống rồi, đây là phần của con. Con uống hết cho mau khỏe. Mẹ phải đi làm đây. Dạ. Các cậu khát nước phải không? Uống đi. Đừng sợ, các cậu uống đi. Tớ vẫn còn cả chai mà. Còn đây, mình để dành cho mẹ. Mình biết là mẹ vẫn chưa uống nước đâu. Thì ra vẫn còn những con người tốt bụng cậu ha. Thầy loài nào cũng có kiểu này kiểu nọ mà. Uống được chút nước vào, tớ thấy khỏe khoắn hơn hẳn. Cổng trời kia kìa. Chúng mình sắp được gặp Thượng Đế rồi hả? Dạ, chúng con từ trái đất lên, mang thư của chúa Sơn Lâm gửi đến ngài ạ. Các con đưa ta xem. Dạ. Nhanh thế sao? Vậy là đã đến lúc rồi. Ta đã xây dựng một trái đất mới cho muôn loài. Ta sẽ chuyển muôn loài đến đó ngay lập tức, không thể chậm trễ hơn được nữa. Yeah, chúng ta được cứu rồi. Được cứu rồi. Thì các con xem, trái đất mới sẽ có rất nhiều sông suối, nhiều cây xanh và trái ngọt. Các con sẽ rất thích cho mà xem. Loài cá sẽ sống dưới sông, loài thú lớn sống trên trảng cỏ và đầm lầy, thú nhỏ sống trên cây và trong hang. Thế con người sống ở đâu ạ? Con người ư? Ta không thích loài này. Loài này quá ích kỷ. Chính lòng tham vô đáy của chúng khiến những loài khác phải khổ sở. Chúng không được đến trái đất mới. Đúng là thế. Nhưng
Thì ra vẫn còn những người xứng đáng được đến trái đất mới. Nhưng khó ha. Ta đã chốt số lượng các loài đến trái đất mới từ lâu. Các kiến trúc sư và công nhân của ta đã xây dựng đâu ra đấy rồi, không thay đổi được. Ta có một cách. Giờ nếu có ai đồng ý ở lại trái đất cũ thay mẹ con cậu bé thì họ sẽ được đến trái đất mới. Cậu nghĩ sao? Nếu không có cậu bé, chúng mình đã không đủ sức bay lên đây. Muôn loài sẽ tuyệt chủng trước khi Thượng Đế biết chuyện. Ơn cậu bé là rất lớn, chúng ta nhất định phải báo đáp. Cậu nói đúng, tớ đồng ý. Chúng con xin được ở lại để hai mẹ con cậu bé được đến trái đất mới ạ. Ở lại sẽ không có cơ hội sống sót đâu, ta còn biết chứ. Chúng con biết ạ. Muôn thú vạn nhân của chúng con được cứu, điều đó là quá tốt rồi. Ta còn biết không, khi đọc thư của hổ, ta đã nghĩ sau khi chuyển muôn thú đến trái đất mới, ta sẽ hủy diệt trái đất cũ vì ta quá thất vọng với con người. Sự hy sinh của các con đã khiến ta nghĩ lại. Lòng tốt cho đi là một hạt giống tốt đẹp, chắc chắn sẽ nảy mầm và đâm chồi nảy lộc từ mảnh đất khô cằn. Con người vẫn còn cứu chữa được, trái đất cũ vẫn xứng đáng được tồn tại. Đây là hạt giống của nước, các con hãy mang về gieo xuống đất, trái đất của các con sẽ hồi sinh. Chúng con xin cảm ơn ngài. Thế là nhờ hạt giống nước mà phi đội chuồn chuồn mang về, trái đất hồi sinh. Những dòng nước mát lành lại tuôn chảy. Thượng Đế đã ban cho con người một cơ hội thứ hai. Hy vọng họ sẽ biết trân trọng cơ hội đó và giữ gìn trái đất này. Đệ nhất bay cao. Mát quá, ở trên cao thật là thoáng đãng. Ở cái thế giới loài chim này, có ai bay được cao như mình đâu. Thích quá đi mất. Có chuyện gì mà chúng nó tụm năm tụm ba lại thế nhỉ? Nghe nói trường chúng ta sắp có cuộc thi đệ nhất bay cao đấy. Các bạn có tham gia không? Anh cũng biết sao. Cuộc thi này là nhằm để khích lệ những loài chim nhỏ như chúng ta. Tuyệt quá, tôi nhất định phải tham gia mới được. Đệ nhất bay cao ư? Thú vị đấy. Sao hắn ta lại ở đây nhỉ? Hắn ta nổi tiếng hống hách kiêu kỳ, có ai thèm giao du đâu. Chúng tôi đang nói chuyện, đâu có liên quan gì đến anh. Sao lại không liên quan? Các ngươi vừa nhắc đến tên của ta đấy. Chúng tôi đâu có nhắc đến tên của anh. Anh lầm rồi. Chẳng phải các ngươi vừa nói đệ nhất bay cao à? Trong khu rừng này, ngoài ta ra thì ai là đệ nhất bay cao chứ? Ai chẳng biết anh vừa to vừa khỏe lại bay cao. Nhưng đây là cuộc thi dành cho chúng tôi, không liên quan đến anh. Cái gì mà không liên quan? Đã là cuộc thi thì ai cũng có quyền tham gia. Các ngươi sợ ta sẽ tranh mất giải của các ngươi phải không? Nếu không cho ta tham gia, ta sẽ không để cuộc thi diễn ra đâu. Trời, làm thế nào bây giờ? Lão ta mà phá cuộc thi thì sao? Sao tự nhiên lão lại đến đây nhỉ? Các ngươi không muốn ta tham gia phải không? Được thôi, với một điều kiện, các ngươi phải thắng ta, bay cao hơn ta. Cái gì? Thắng anh ư? Anh thừa biết chúng tôi không thể đấu được với anh, sao còn ra điều kiện vô lý thế? Ta chấp tất cả các ngươi đấy. Sao, dám thi không? Sao, sợ rồi phải không? Khoan đã, tôi đồng ý thi với anh. Sao, với sức của ngươi ư? Phải, chỉ một mình tôi thôi. Đúng là không biết lượng sức. Được, ta sẽ thi với ngươi. Anh nói là phải giữ lời. Nếu tôi thắng thì anh không được tham gia, cũng không được phá cuộc thi của chúng tôi. Anh đồng ý không? Được, chỉ cần ngươi thắng, việc gì ta cũng làm. Còn nếu ngươi thua, ta sẽ không tha cho ngươi. Sao cậu liều thế? Liệu có... Mọi người hãy tin ở tôi. Bắt đầu. Ha 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 ha
con sẻ non kia chắc chết rất ở tích bên dưới rồi. Dám đấu với ta ư? Tôi đây, tôi ở ngay trên đầu anh mà. Ngươi... được lắm, ngươi cũng khá đấy. Đây là đỉnh núi cao nhất, con sẻ kia chắc bỏ cuộc rồi. Đây đây, tôi vẫn ở đây. Mà anh mệt rồi hay sao mà bay chậm thế? Cái gì? Thật không thể tin được, không ngờ nó lại bay cao đến thế. Đã vậy, ta phải dốc hết sức lực. Chắc nó không tới được đây đâu. Chưa đâu, tôi vẫn ở trên đầu anh đây này. Anh bay chậm quá đấy. Ôi, tim của ta. À, là anh quá tự kiêu và hiếu thắng nên mới dẫn đến nông nổi này. Rõ là đầu đất. Chính anh cõng tôi trên lưng bay lên tới tận đây mà không biết thôi. Cuộc trổ tài của cáo. Mọi người ơi, nhanh lên, mau tham dự đại hội thể thao rừng xanh, 10 năm mới có một lần đây. Đại hội thể thao à? Ồ, hay đấy. Trong rừng này có kẻ nào thông minh, tài giỏi được bằng ta, không tham gia thì thật là phí. Tránh qua một bên, cho ta đăng ký nào. Anh cáo cũng tham gia à? Anh chọn thi đấu môn nào đây? Thôi phải lựa chọn, thì cái gì đăng ký hết cái đó cho ta. Hả? Tất cả cơ à? Anh thi nổi không? Có gì mà không nổi chứ, dẫu gian như ta thì làm gì chả được. Cứ ghi đi. Ồ, thế cơ à? Vậy để tôi ghi cho. Chú ấy, đầu tiên sẽ là cuộc thi chạy nhanh. Chà, nhanh thế này thì đoạt giải nhất thì phải chắc. Hả? Con chó kia sao có thể không được? Sao nó chạy nhanh thế? Giờ mới tới đích à anh cáo? Tôi chờ anh mà ăn được hai củ cà rốt rồi đây này. Chớ cười vội, những môn thi khác ta không thể để người thắng đâu. Ồ, tất nhiên rồi, vì tôi chỉ tham gia môn này thôi mà. Bây giờ là cuộc thi bay. Ê, trời ơi, có môn này sao? Ta đâu có bay được. Tiếp theo là thi bơi. Tiếp theo là thi bơi. Ôi, cứu tôi với. Cứu tôi. Cuối cùng là phần thi trèo cây. Phen này ta quyết gỡ lại danh dự. Trời ơi, sao ta lại thảm hại thế này? Đáng đời. Ai bảo hên hoang cho lắm vào. Tự nhận cái gì cũng làm được, rồi lại chẳng làm được cái gì. Sống thì phải biết chọn việc phù hợp với bản thân chứ anh cáo. Mèo và hổ. Mẹ ơi, hôm nay mẹ sẽ dạy con săn mồi ạ? Ừ, con đã lớn, phải học cách tự lập rồi. Nhìn mẹ nhé, kia là con mồi. Phải nhanh nhẹn, dứt khoát thì mới tóm được chúng. Nó là con gì đấy mẹ? Đó là con chồn vằn đấy. Chạy đi con. À! Mẹ ơi, chạy nhanh đi con. Là đâu?
Sao mẹ lại bỏ con mà đi? Đói, đói quá. Vừa đói vừa mệt thế này. Không có mẹ thật khổ. Con gì mà trông lạ thế nhỉ? Không phải con chồn vằn. Vằn của nó cứ vàng vàng đen đen. Lạ nhỉ? Được rồi, học cách của mẹ, phải làm một bữa mới được. Chứ từ nay mình không còn sợ bị đói nữa. Ăn bao nhiêu con rồi mà vẫn phải thừa nhận thịt cái con có vằn ấy là ngon nhất. Chà, nghĩ đến mà lại thèm. Chao ôi, cái mùi vị của nó đúng là không thể quên được. Mình phải đi kiếm mới được. Gì thế nhỉ? À, kia rồi. Con lông vàng này to quá. Phải bằng cả mấy con hôm trước ấy chứ. Món ngon. Một con bằng cả 3-4 con. Số mình thật may mắn. Phải chán ngay mới được. Thì ra không phải con có vằn nào cũng ăn được. Suýt chút nữa thì thiệt mạng. Lần sau mình phải quan sát kỹ hơn mới được. Linh Dương tập chạy. Dậy, dậy đi nào, dậy tập chạy với anh đi. Ngày nào cũng tập chạy chán lắm. Anh cứ chạy một mình đi, em ngủ tiếp đây. Không được, em không được lười biếng như vậy chứ. Từ khi sinh ra, loài linh dương đã có khả năng chạy nhanh như gió. Sao chúng ta vẫn phải tập luyện chứ? Anh thích thì đi mà tập luyện một mình. Nếu nói về chạy, thì sư tử và loài linh dương 1-9-1-10 em à. Chúng ta phải chạy mỗi ngày một nhanh hơn, nếu không muốn làm mồi cho sư tử. Chúng ta phải học hỏi nhiều, kể cả sự linh hoạt và mẹo trong khi kiếm ăn. May ra mới tồn tại được trong môi trường khắc nghiệt này. Thôi, anh thích thì đi tập một mình đi. Em ngủ tiếp đây. Em thấy không, ngựa vằn rất chăm chỉ luyện tập. Mặc dù cậu ta có đôi chân dài, khả năng chạy nhanh, không kém gì chúng ta. Mà ngày nào anh cũng thấy cậu ta luyện tập. Trông cậu ta béo nùng núc thế kia thì làm gì mà chẳng phải luyện tập. Làm sao nhanh bằng em được chứ? Tội nghiệp chú ngựa vằn. May mà hôm nay anh em ta chui kịp vào đây lánh nạn, không thì tan xác với con sư tử hung ác kia rồi. Em thấy chưa, ngày mai nhất định phải dậy sớm tập chạy với anh. Vâng ạ. Chà, đẹp quá. Trời à, lại ham chơi rồi. À ha, mới sáng ra đã có miếng ngon dâng tận miệng rồi. Sư tử kìa, mau chạy thôi. Hả? Sư tử? Cố lên, nhanh lên em. Cố lên, nhanh lên nào. Cố lên, nhanh lên em. Lũ linh dương, khá lắm. Anh đã bảo mà, em thấy chưa?
Nếu mấy hôm vừa rồi em mà lười không tập chạy thì hôm nay đã làm mồi cho sư tử rồi. Trong thế giới khắc nghiệt, phải đấu tranh sinh tồn hàng ngày, phải liên tục hoàn thiện bản thân mình mới có thể tồn tại được em ạ. Em hiểu rồi. Thật khu vía. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.